lên. Nhanh lên, nếu mà bạn làm tốt thì bạn sẽ được thưởng một 10 phút xem tivi. Thùng đấy đầy chưa? Nhét luôn vào vào cái đấy đi. Đầy rồi là không nhét được vào trong trong thùng đâu. Alo mẹ. Nhanh lên. Nào, treo lên kia đi. Rồi. Nhét ngược rồi, nhét ngược rồi. Bỏ cái trắng trắng bỏ ra, bỏ cái vali ra chứ không nhét được vào đâu. Đây, bỏ cái này ra. Tiếp đi, nhanh lên. Khẩn trương lên. Đầy rồi, đẩy vào đi. Nhanh lên. Đang mẹ đang bắt xếp lại đồ. Hôm nay nó kêu nó đòi về quê với bà ấy này. Nó bảo nó không yêu muốn yêu mẹ, không muốn yêu mẹ. Bà ơi, này có về quê không? Nó ra bách bà đấy. Nào, quần áo để vào đâu? Khẩn trương lên. Con ra chào bà nội đi rồi mẹ cất nốt cho. Nhá, đấy. Sắp cháu sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngược rồi, ngược rồi. Quay ngược lại đi. Đấy. Đúng rồi, cháu rất là thông minh đấy. Đây mẹ giúp con. Đây rồi, tiếp đi. Tiếp tiếp. Đang dọn đồ. Ngược ngược. Đúng rồi. Cho tiếp vào trên giường đấy. Vâng, đau chân con rồi. Thôi được rồi, để mẹ giúp đỡ nốt nhá. Ừ, thôi được rồi, tốt lắm. Con đau ở đâu? Ừ.